mình rất là vung luôn á mọi người. Thật sự thì mình không hiểu sao mà hôm nay mình có thể được chị Linh ôm luôn. Bữa nay là lần đầu tiên mình được gặp chị Hoàng Thị Linh ở bên ngoài và thực sự rất là xúc động luôn, được nhìn thấy chị vô cùng là hạnh phúc luôn. Em được chị ghi lyric và chương tình với lại được ghi cả hai cái phần hiện nay. Em vui quá, em không chụp hình được nên là em đã được chị cầm máy chụp cho em. Được chị Linh ôm thì đó là một điều mà em đã mơ ước từ lâu.